Linh xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến kênh Huyền Miền Tây nha. Thì vào một ngày đẹp trời rất là nắng luôn. Nói chứ hồi nãy ông Sương ra rồi đây thì trời ui ui. Nhưng mà tự nhiên ra tới đây thì nắng quá trời nắng, nắng gắt quá trời luôn. Thì hôm nay hai chị em mình sẽ tắt mương, thì nãy giờ cả nhà coi thì cũng thấy là thắng tát qua trời tát luôn. Thì là tát thử coi có cá không. Tại vì dạo này mưa á, xong rồi cái đường mương dưới đây nè nó ngập á, xong rồi nó tràn lên đây, nước nhóc hết trơn á. Mấy bữa nay nắng nè, cho nên là nước nó cũng rút lỡ bớt rồi. Thì mình ra mình tát cá thử có không. Tại vì thường á là nước ngập đường mương á, xong nó tràn vô rồi cá nó đi theo luôn. Nãy giờ thấy cái gì chưa? Dạ. Ê, thấy nó cái gì ra, nó cạn rồi kìa, xuống mắt thử coi. Từ từ. Thì Phu Sương mời ông bà, cô chú, anh chị, các bạn xuống tát mương của Phu Sương. Nãy giờ thắng cũng tát rồi chứ mình ngồi chơi. Mạnh quá. Tát bây giờ nước cũng rút bớt rồi kìa. Ê, nhớ có cá không? Đâu? Có cá đâu, lông vậy nè. Ôi, nước cũng tràn vô rồi thắt. Ê, cá trong trời không biết cái gì. Cái gì đâu? Ôi, chị mới nghe nhảy nãy á. Ôi, nước cũng vô kìa. Đắp lên cái. Ôi, cái gì nó nhậu kìa, cái ôi gì kìa. Dính thương cá lóc nghe. Ủa, cá lóc có. Dạ rồi. Ủa, tiêu luôn. Đây, xin lên, ở tay ở cực. Đi chuyển cái này coi có không. Ủa, chú mở đi. Có không? Nè, cái nhà nhìn nè, nước bây giờ nó tràn vô rồi. Cho nên là phải đắp bờ lại. Đắp bờ lại tát. Ủa, nó vô nữa, thắng rồi. Đây. Đây gì vậy? Gì luôn. Chuối thua. Đẩy này phần nhóc. Thấy gì vậy? Ê. Ôi, có cá. Cá sẽ phá luôn. Ê. Cá gì vậy? Ủa, nó. Bỏ quần kìa. Ê. Nó. Trời ơi. Giữ thắng. Ê, xong mưng cái thắng rồi. Ôi, đây. Bỏ ra. Ôi. Trời đất ơi. Con cá lóc. Trời ơi. Một con cá lóc. Em Vinh đừng con cá lóc thôi nè. Ôi, giờ được hai con luôn. Ủa, hai anh em mình được hai. Ôi, lộn. Anh chị em mình được hai con rồi. Ôi, nó để em đẩy. Ý. Tại vì nước mà kia nó vô đây nè. Nên cá nhắc chưa. Nó bự không à? Không biết có chê không á. Tính con gì đây? Ôi, cá lóc nữa trời. Cá lóc nữa nè. Ôi, đã gì vậy? Ghê rồi. Đã chưa? Quay. Có ba con rồi kìa nè. Mà đụng con nữa, mà đụng con. Ủa hả? Ừ. Cái này là vô một bầy luôn rồi. Cha lắm mẹ luôn. Ừ. Ê, coi trong đó có không? Nó có lồng vô trong đó không? Lúa trong đó đó. Ê, hay là mình tát nữa nè. Tát nữa thì tát đi. Ủa, tát nhưng, mà, nhưng mà cái này đừng cát. Đừng lên đó đó. Nè. Đừng này nè. Rồi. Đây cũng cát đi. Tắt bớt đi, nước nó tràn vô cái này rồi. Ý, được ba con rồi. Trời, sức chay quần luôn. Nước một chiếc lớn, nó còn lớn luôn. Tắt đi, giờ sao thì bắt cho. Dạo này người ta cắt lúa hết trơn rồi. Ủa, sao nó ngớt vào đây nữa nè. Nó mới ngớt nè. Ừ. Ôi, đây nhồi đầu đây nè. Ý, con cá gô. Đây nè. Cá lóc nữa kìa. Ôi. Ôi, cá lóc nữa. Chừng nó nhảy á. Nè, mấy ngỗ lắm rồi. Ở thao đi. Này. Ê, kìa. Ý. Mới đụng cái tay xuống nó nhảy. Tài dính được cá lóc. Cá lóc con. Ý, nè, cá gô.
rồi. Cái gô độc. Ê, hay là xíu mình nướng ở đây luôn nè. Ở đây có gôm nè, xíu nướng đi luôn. Xíu chị em mình bắt xong, chị em mình sẽ nướng ở đây luôn. Xíu nữa rồi. Thôi còn không? Cái gì đó, con gì đó? Trời ơi, con cá sạc nè. Ôi, coi coi ơi, chị có cá gô á nè. Nãy chị bắt được mấy con cá gô nè. Giờ có giòn lại ở đây nè, ở đây nước nó nhiều nè. Nước nó vô xong rồi tới loại nó bứt ra, không có giòn lại. Còn mấy chỗ kia nó mà nó chưa cắt. Với lại nước nhiều quá. Nước nhiều quá. Chứ còn được cái bờ này. Tại vì thấy nó đụng cái tay hoài sao. Nó đụng cái tay mà sao bắt không được nè. Ê ê, còn. Ê. Em cá gô. Dạ. Em cá gô thật là may mắn. Ê, được cá gô. Mới đụng nè. Thấy không? Ôi, mấy con này nó nhanh ghê luôn á. Đây nè. Vừa đụng vô là mất tiêu rồi. Rồi. Trời ơi, chân quá. Rồi, có con không? Còn á, chị 8 mét rồi, nó còn á. Đắp bờ đi. Coi nó có lỡ đẳng không hả? Nước chảy vô nữa rồi. Ây da, ơi, con mũi. Nước chảy vô nữa rồi. Con mũi xịu nhỏ à. Nước chảy vô hoài. Nước chèn vô. Chèn vô chừng cá nó vô nữa. Con chuối á. Giờ hết rồi quên. Nước nó tràn vô nó rồi kìa. Ồ, nó đầy nó rồi. Mau chưa? Giờ anh bắt nữa thì đâu được nữa đâu. Nước tràn vô nhiều rồi. Tát nữa mệt lắm. Rồi, sập rồi. Sập bờ rồi. Sập bờ nước rồi. Ơi. Đây rồi. Cái gì vậy? Vậy mà nãy nó lắm ha. Nó làm lú cái đầu lên cái khúc kìa. Ôi, nước nhiều dữ vậy, sao bắt được. Nè, nó đụng cái tay. À, xịt đi kìa. Chờ. Xịt nước vô rồi. Nè. Nè, này dung ở ngoài luôn, ở ngoài này dung luôn. Mình được mấy con cá lóc rồi, hay mình đi nướng đi. Còn cá nè, nhưng mà bắt không được. Tiếc kìa. Tại vì nước nó hoài không thôi, cái nhà đợi một xíu đi, mình kiếm chỗ nào đó mình nướng ăn luôn. Ui da. Da cá vậy. Nè, mình Duyên Thắng cũng rửa mấy con cá cho nó sạch sạch rồi nè. Được 4 con. Thì Thiện Thắng rồi nướng ăn ăn ngoài đồng. Thèm cái lóc nướng đi. Thèm cái lóc nướng. Đi làm lâu quá trời đâu mà. Nên về hai đứa đi tát mương. Tự nhiên không biết sao chúng nó cá lóc luôn. Tại vì nước ngoài đây nè, bây giờ nước lớn lắm luôn mà. Rồi nó lên heo luôn, tại dưới đây hàng cũng nhiều lắm. Bữa nào chắc mình ra bỏ hàng thôi. Mình nướng ở đây luôn. Cả nè thì hai chị em mình chơi luôn. Hai chị em mình mới lấy gom đằng kia ở đây nè. Mình sẽ nướng ở đây. Ở đường Thắng làm đi. Dạ, mình sẽ để cho Thắng tự làm luôn. Muốn ăn thì cho tự làm luôn. Cả nhà đợi xíu nha. Giờ hai chị em mình cũng tên ăn cái gì gắn vô rồi. Mình nướng. Để vô nướng. Con như để lại chiều cho mẹ qua. Còn còn đây hai con với được mấy con cá gô. Thì để chiều cho mẹ mình kho ăn. Ồ, gió quá trời luôn, mình không biết là nó sáng không.
động gì đó. Rồi, hai món món gì đi. Chừng nào hết rồi mình chăm cho nó. Để nhiều quá. Ôi, cơm này ướt. Đấy, không sao, đưa vô lửa, cái gì cũng cháy hết. Mình là gió lướt quá luôn vậy. Đó. Nhận đã ghê nha. Ăn. Ôi. Ăn tại chỗ mà ở với cái dừa. Trên hai cây được hả? Đấy đây. Một xíu à. Trên này có mấy cây dừa nè. Đặc biệt là cây dừa. Để gom vô hết rồi. Đủ chạy lấy thêm. Nên là có cái dừa nên ở đây ngồi ở đây nó cũng mát. Không biết nào nó chín nữa. Sầu chín lắm rồi. Để rồi. Ôi, nóng quá. Ôi. Ôi, chủ thức con cá đó. Ui, nóng thiệt sự luôn á. Chắc không đủ gom nào đem vậy. Đi lấy gom thêm đi Thắng. Thắng đi lấy gom thêm. Trời ơi, cái nhà không biết cảm nhận là ngồi kế bên đống lửa nó nóng cỡ nào đâu. Nóng lắm luôn. Thắng mới lấy gom thì... Ủa? Rồi mình nướng vậy rồi lấy gì chấm chị mới chưa? Ừ ha, ăn này phải có một chấm nó mới ngon. Rồi để em chị vô lấy. Rồi vô lấy đi nha, tại vì nhà cũng kế bên. Nhờ hơn là ở đây cũng cũng gần nên là Thắng cho Thắng chạy vô lấy nước chấm ăn. Chứ ăn cái này ăn không nó cũng không ngon nữa. Thì mình trong thời gian chờ đợi cá chín á, chờ đợi, Thắng vô chổng lấy thì cả nhà đợi mình một xíu nha. Em đem đồ ăn, đem nước chấm ăn này chị Sương ơi. Đem cái này nè. Ủa đem gì nhiều vậy? Đem mấy cái lá heo đặng lá gì vậy? Lá gừng nhớ mọi người không biết hả? Trời ơi, đâu có hai cây dừa. Dừa mới bẻ chỏng chỏng hả? Trời tự nhiên này tiền hái đâu được hai cây dừa trời. Trời ơi. Không có đem nước chắc là thấy không có đem nước nên đem dừa uống nè. Đem cái hộp chấm nè. Rồi cá này nó chín rồi nè. Ở trong nó còn còn ấm nè. Trời ơi. Nè xem qua đây. Mình sẽ kể đây. Lá này lá gừng lá gì trời. Lá gừng lá gì không biết nữa. Sao nhìn giống lá gì ta. Lá ghéo quá ta. Chắc gì vậy. Không biết. Gặp hai đại thấy lá bự bự không à. Lá bự. Nên là đem ra chứ không thôi không biết để đâu ăn. Dừa nữa nè. Nhưng mà mình hay với dừa thì dừa em đổ mẻ ra. Gì xíu đập uống. Ủa vừa ra vừa chạy ra vừa cạp thấy gì vậy? Nó chín rồi nè. Gãy cái cây. Nấu quá gãy cái cây luôn rồi. Đằng đó nhà có nhánh dừa đằng đó. Nóng quá gãy cái cây của phụ xương rồi. Cây chài. Từ từ còn nóng cho nóng. Ơi cây chổi của phụ xương nè. Để xíu rồi cho nó nóng nóng chín xíu thôi. Nó còn cháy lửa trong đây nè. Còn nóng nè. Đó, nó còn cháy nữa. Ôi ôi thấy chưa.
Gơm đây còn cho nó cháy luôn. Cháy luôn cái cây luôn rồi. Sao? Chỉ nó ăn bóc tay rồi. Cái cây là cho luôn. Đang cháy, cháy cái cây luôn rồi. Tắt lên. Ừ. Con cá. Ấy, cá chín rồi. Chín rồi. Em ra đi chị nha. Nó rồi. Rồi. Ừ. Nóng quá. Ngon. Cá này không thèm. Okay. Có cái cây gì không ạ? Cây con. Cây này. What? Cái này tao cũng. Mình đem rửa lại đi. Ủi cá nha. Trời ơi, hai chị em ăn xong chắc chỉ mưa tới luôn rồi. Bên kia đang kỉnh luôn rồi. Mệt luôn rồi. Đang hồi lồi luôn á. Đang kỉnh luôn. Bên đây thì nóng rồi. Cái này mới giống người đồng quê nè. Nóng không? Đây, cũng ngồi đây. Rồi. Nóng. Phủi phần tay luôn. Nóng. Con cá nó cũng nguội rồi nè. Cầm phủi mấy cái khiết. Nào ăn không? Ăn dục nào vậy? Ủa thơm. Con cá nó thơm. Cua chén nước chấm nè. Trời ơi. Chén nước chấm làm ngon ghê chưa? Quá dữ. Thơm ghê luôn á. Lâu lâu rồi mà có cảm giác này. Nhưng mà nóng quá. Xé ra thử. Trời ơi. Xé ra mà khói nó bốc nè. Chín nè. Chín rồi. Khói. Tận dụng mới được. Rồi ngon ghê không? Nó bị bể cái mặt rồi cho nên nó hơi xanh. Ê, cái đầu ăn ngon lắm. Rồi. Cái đầu ăn ngon là thịt cũng phải ngon á. Nhất cái nách luôn. Ấy con này luôn. Ăn ngoài đồng như vậy nó mới ngon đó. Mình cũng lâu rồi ha. Chưa ăn lại cá nướng rồi nè. Trời ơi, nhìn hai con cá hấp dẫn ghê không? Ấy kìa chú ba đi qua thịt con cá đó. Ăn thử đi hắn. Giờ Hương Sương mời cả nhà ăn cùng Hương Sương nha. Để bóc ra thử. Nhưng mà còn nóng không? Trời ơi, cái miếng thịt nè. Nóng quá. Chấm vô chén nước chấm nè. Trời ớt không luôn. Chui chân chảy nước miếng. Giờ Hương Sương mời cả nhà ăn nha. Mời các bạn ăn cá nướng ngoài đồng. Ngon luôn. Đó rồi, đợi nó, để nó nướng rồi. Ăn cái này caramel thẹp chết luôn rồi. Còn hai giấy dừa nè, chứ thấy hai giấy dừa. Quá tuyệt vời luôn. Còn gì bằng dừa nướng không? Mà còn nóng nóng nè. Ăn tại ngoài đồng nữa. Gió hiu hiu nữa. Trời ơi còn gì bằng không? Cái da này nướng xong ăn được không ta? Con thử cái da này. Tại thật chết. Kẹp với miếng thịt vô. Ở cái này mà có rau sống mà. Ghê rồi. Ừ, thôi không ăn da đâu. Thịt nó ngọt lắm luôn á. Gì dễ chọc. Rồi nướng ngon ghê luôn á. Còn hai con nữa thì xíu mình đem vô cho mẹ mình kho ăn. Tay là rõ không. Ăn gì á, ăn tại chỗ gì vẫn ngon á.
Nước nách quá. Sao hả? Cảm nhận sao? Cảm nhận sao? Hơi ngon. Hơi ngon. Mà nó hơi cay. Chén chấm cay hả? Đập dưỡng thôi. Trời ơi. Mạnh lên. Dạ, vừa rồi cứng dưa hả? Mạnh lên. Trời ơi, ra nước rồi đó. Rồi uống đi. Rồi xuống. Trời ơi, nhiễu dữ vậy. Còn trái nè, xíu mình đập trái nữa. Ngon không? Nè. Ơi cái này nó ấy cái gì nè. Hơi chát. Uống bên đây nè. Trời ơi. Không uống. Đã rồi rồi. Dằn vô mặt luôn. Chuyển mưa tóc tớ rồi. Đen hụt của. Âu tớ. Đen kịnh luôn. Yêu quái. Còn trái này xíu mình đập mình uống. Giờ thì giờ mời caramel vô ăn đi. Caramel nãy giờ cũng thèm đi lắm rồi. Ăn thử một miếng thôi. Cảm nhận lại. Cảm nhận quên rồi. Quá thì ngon. Đó chấm vô. Rồi ăn. Nhâm. Nhất quá đã. Qua đi vô được chỉ mưa cho caramel ăn mới được. Thì clip tới đây thì Hương Sương xin tạm khép lại nha cả nhà. Thì nãy giờ cũng cả nhà cũng coi rồi là bắt cá đồng lên nướng á, rất là thú vị, cũng rất là ngon luôn á. Thì bây giờ Hương Sương vô tại vì mưa rồi. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị bạn đã coi hết clip, cả nhà thấy hay cho Hương Sương xin một like và đăng ký nha. Hẹn cả nhà clip sau. Xin chào.